Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Moto Văn Nga 79. Rồi, chào tất cả anh em đam mê xe nha. Chào tất cả, xin chào tất cả quý khách hàng mến quý. Tiếp tục hôm nay Moto Văn Nga rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục hành trình đi săn những chiếc xe. Được rồi là đi giao xe hả? Hôm nay trực tiếp đi săn những chiếc xe đẹp siêu lướt về và độc về để phục vụ anh em đam mê xe xem chơi. Xin lỗi mọi người, mình đang chạy và nói chuyện ha, nó cũng đúng ra thì an toàn giao thông, mình vừa chạy mà mình nói gì thì nó cũng không phải lắm, nhưng mà sẽ chạy được. Hiện tại đang bắt đầu vào con đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ha. Hôm nay tiếp tục đi về hướng đông. Thầy bói nói đi về hướng đông là sẽ kiếm ăn được. Hôm nay tiếp tục đi về hướng đông. Một chút vui vẻ ngày mới ha quý khách ha mọi người. Rồi, hôm nay Mô Tô Văn Nga sẽ đi về hướng Bà Rịa Vũng Tàu. Một người anh, một người khách. Nói chung thì anh cũng có biết mình qua mạng và trên những diễn đàn mô tô phân khối lớn thì anh có theo dõi và có biết mình, anh liên hệ, anh chủ động liên hệ nhường mình ba chiếc xe vì anh có việc, anh cái mảng kinh doanh của anh ở nước ngoài, anh tạm ngưng một thời gian không chơi xe để anh lo công việc ở nước ngoài. Theo cái chia sẻ của anh như vậy thì thời gian về chắc nó cũng hơi lâu lâu, anh để xe ở nhà sợ nó hư bình rồi nó không ngon, nó không ổn, sợ nó hư cái này cái kia lặt vặt, nên thành ra anh nhường lại đam mê cho mình. Tạm thời là mình chốt mua với anh rồi, mình chỉ làm công tác cuối cùng là ra kiểm tra xe trước khi đưa về đội Moto Văn Nga thôi. Rồi, nên thành ra những chiếc xe của anh theo mình đánh giá trong nghề thì những chiếc xe khá là đẹp và chất và xuất sắc á. Nói chung lần nào cũng khen hết trơn á. Một siêu phẩm nhà BMW, một siêu phẩm nhà Honda và một chiếc xe tay ga bật mí. Tay ga là chiếc SH300i, xe Italia hả, mà xe Ý á. Còn hai chiếc kia thì để lắc nữa, rồi mình sẽ xem xe gì hả để làm cho cái clip nó hấp dẫn hơn. Mọi người theo dõi thêm hả, đợi chờ thêm. Rồi, hiện tại một buổi sáng bình minh, nói chung hơn bình minh rồi, bây giờ 9 giờ rồi, 8 giờ mấy rồi. Khí trời đẹp, đang đi về hướng đông. Sáng giờ cũng nhận được vài cuộc gọi của một vài người khách có hỏi để bán xe và cũng một vài khách mua xe, nhưng mà đến giờ này thì cũng chưa chính thức giao dịch được cái nào hết. Rồi, hiện tại mình đang vào trung tâm thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Thành phố Bà Rịa hả? Bà Rịa thôi chứ Vũng Tàu thì thành phố Vũng Tàu xa hơn đây. Cách đây cũng tầm mấy chục cây. Hiện tại đang cách nhà anh Thế, chủ xe đang gọi bán ba con xe tầm một cây số nữa. Đây đường Bà Rịa Vũng Tàu đẹp quá. Đường khang trang. Chạy bị hút rồi. Phải quẹo lại, đúng là ngay cho cái ngõ đó quẹo lại mà bị hút rồi. Trời. Hút xa hơn một tí.
tới ngã tư này quẹo. Đường phố tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những tỉnh mà đường xá đẹp, thoáng đãng nè. Quá trời đẹp luôn. Không có thấy kẹt xe. Nhìn cái cổng nhà là thấy thích rồi hả? Màu sắc nhiều hả? Cái xòa quá trời trái luôn. Rồi, đã đến. Đây, hôm nay trên đường đi đã nói thì vô đã gặp được ba bé. Này. Một siêu phẩm BMW. Một siêu phẩm BMW và bé thứ hai là siêu phẩm của Honda ha. Nói tiếng siêu phẩm thì nó cũng hơi quá, nhưng mà đây là chiếc CB 1003 phiên bản đặc biệt. Rồi bên đây là chiếc SH 300i. Rồi một không gian cái nhà đậu xe đã quá anh. À, vừa thoáng mát vừa trang trí khá là hợp lý luôn. Rồi. Khá là hợp lý, khu này đậu xe không bị ẩm thấp. Ở đây cho bắt tay cái rồi, lên cái hình lên trên YouTube có sao không? À rồi. Đây là anh Thế, chủ quán ốc gái ở Bà Rịa mình nha, một chủ quán rất là nổi tiếng ở vùng này và đam mê chơi xe, cực kỳ đam mê chơi xe luôn, sở hữu siêu phẩm nè. Rồi CB 1003 mà sao mình có đam mê này và mua này luôn, sao nó trái kèo vậy? Những người chơi con này là thiên về nhẹ nhàng, thiên về cổ điển. Còn này là thiên về bạo lực trẻ trung, mà hai cái phong cách nó khác nhau mà cũng 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 Tại vì á, mình ví dụ như mình gặp những anh em mà bạn trẻ thì mình đi một bay. À, còn ví dụ như gặp những người lớn tuổi thì mình có con này đi riêng, mình đi theo cái con hút của anh em đi Rồi. chơi cái gì mình Nói chung là mình ở cái tầng giữa đó, đúng trung rồi, niên tầng giữa ví dụ đó. nào muốn Muốn mình đi gì thì mình đi đó. trẻ thì mình xuống một chút, Đúng muốn lớn thì mình được ngụy trang một chút. Mình đã nằm cái đoạn giữa đây, cũng đang nằm đoạn giữa đây. Rồi. Ok. Có cái đồ này dọn con quay con phiêu chợ hả? Con phiêu chợ đó đỉnh quá, phiêu chợ Thái, phải không? Rồi. Làm kệ rồi để tươm tất đâu đó anh trang trí chỗ này đậu nó không bị ẩm thấp mà nó sạch sẽ nữa. Vậy thôi, cần đi đâu sáng ngày cứ làm ly cà phê, uống cà phê đây, nghe nhạc xem, ngắm xe luôn, cái bàn cà phê đây cũng xịn sò luôn. Rồi đây là bản kỷ niệm này, bản đặc biệt này về Việt Nam 6 chiếc thôi à. Em từng bán hai chiếc rồi, em từng bán được quán hai chiếc này, và còn có một chiếc mới lắm mà ông chú kia ông không bán. Chiếc đẹp nè, em từng bán hai chiếc màu này. Việt Nam có mấy chiếc à? Đúng rồi, Việt Nam có chiếc à. 6 chiếc à? Bán như anh bán thường là các anh kia thì thường. Dạ đúng Bán anh. của anh mình thì không có. Về 6 chiếc. Bản này phục trước titan luôn nè, nó có màu titan luôn nè. Phục ô lìn ha. Titan ha. Đây. Rồi con này là đời 2019. Rồi phục ô liền trước, phục ô liền sau nha. Quý khách quan tâm thì đón ha. Rồi phục ô liền nha. Dòng này so với phiên bản chuẩn màu trắng đỏ đó. Rồi, chiếc này về thì giá mới là chiếc này mắc hơn chiếc màu trắng đỏ 100 triệu ngay thời điểm 2018 2019 ha. Rồi, chiếc này có mấy món đó mà mắc hơn 100 triệu á. Còn này là CN xin lỗi, này BMW S 1000 RR phiên bản M.
Rồi, sẽ trang bị được bộ đồ chơi và một số món xịn. Khóa đâu anh? Khóa đâu cho mượn ha? Cho mượn mấy chìa khóa cái. Ghi cái clip chơi thôi. Đăng anh em xem chơi cái nhà anh trang trí khu vực ổ. Cái có móc khóa để cũng xịn trò nữa. Đây, đúng đam mê luôn á. Làm cái này có móc khóa khu vực để móc khóa xe luôn hả? Ô đô 5.000. À, quá mới luôn à. Còn đây là cá mập 2020. Chắc cái ngày làm cái nhà ngoài làm cái kiểu về quá. Có không gian này quá. Rồi, đã bắt thành công ba bé nha. Rồi, bây giờ chuẩn bị sẽ đưa lên về Moto Văn Nga 79. Vô cái không gian anh chủ này làm ngôi nhà tinh tế quá, đẹp quá. Thiết kế khá là đẹp. Không gian ngồi uống cà phê, ngắm xe. Mọi thứ rất là đẹp hả? Mình vô mình mua cái xe mà mình thấy cái nhà đẹp quá, mình ghi sơ anh em tham khảo chơi nha. Rồi, không gian sân vườn rồi đẹp luôn. Quá đẹp luôn nè. Rồi, thôi, khu ghi bao nhiêu được rồi, anh em quan tâm xe thôi. Rồi, xin chào anh em nha. Đón nhận những clip mình sẽ ghi ha, chi tiết ha. Rồi, xin chào. Hạ xuống đi. Chạy ra ngoài đường đó sao không? Ồ, hàng xóm. Đúng rồi.
Lúc tiện lúc nào kiếm giùm cặp kính đó nha. Kiếm có rồi xin nha. Cho để lại mà. Rồi giờ này là 1 giờ trưa rồi. Đã bắt được siêu phẩm. Đã bắt được 3 bé. Đang nhốt trên xe 2 bé và 1 bé chạy trên đường về. Giờ 1 giờ rồi. Giờ này vào trong một vào cái nhà hàng trên đường đi, vào nhà hàng của một người một vị khách, một người anh cũng là khách hàng, cũng từng chạy xe mô tô. Ghé vào ăn trưa. Cái nhà hàng này nhà hàng Ao Cá Vườn Cao, Ao Cá Vườn Dừa nha anh em, nha quý khách. Trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, cặp bên tay phải. Cái quán rộng rãi, thoáng mát lắm. Anh em có tiện nhiều lúc có dừng chân ăn trưa hay là lỡ bữa rồi đó, ghé cái nhà hàng này. Đồ ăn ngon, sạch sẽ, thoáng mát nha. Các anh em đi mô tô hậu nhóm, lát mình ghi rõ cái địa chỉ này, có tiện đường thì ghé, cũng hay lắm. Mục đích mình ăn trưa lát mình ghé mình review cho ông chủ quán luôn, cho một người anh luôn, cho biết cái điểm luôn. Đang chiếc CB1003 phiên bản SB. Phiên bản này về Việt Nam chỉ có 6 chiếc mà thôi. Quay qua đó rồi chứ. Quay nói ghi mà không quay đó. Rồi và một chiếc SH300i đời 2020. Xe này xe ý ha. Xe này chỉ chở được 2 xe nên còn một chiếc thì... Dám nghe anh này. Tới đâu rồi? Rồi, đang quẹo vô Ao Cá Vườn Dừa mình đây anh. Ok, rồi rồi. Dạ rồi, ghé ăn cơm trưa chị vui. Dạ rồi, cảm ơn. Đây hả, ngay chỗ thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Có cái bản khu ẩm thực Ao Cá Vườn Dừa. Có cơm niêu, hải sản ha. Những anh em đi trên đường đi vô trong này. Rộng lắm ạ. Anh Hạnh làm nghề bất động sản là chính ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu ha. Anh em nào đầu tư bất động sản mà đầu tư lớn lớn nhiều nhiều đó, ảnh ở đây nhiều ạ. Ông chủ quán dễ thương lắm, chủ nhà hàng dễ thương lắm. Phải dùng cái từ dễ mến là hơn là đúng hơn chứ, người ta bằng tuổi mình. Thôi dùng câu từ lộn xộn quá. Thôi trời ơi. Rồi, có tấm bản. Đây, ghi tại gai. Nhà hàng ẩm thực và du lịch sinh thái Ao Cá Vườn Dừa. Rồi, có gì trong này vui. Rồi. Ôi. Một cậu nhân viên đang chạy chiếc BMW S1000 RR. Cá voi nha, đời 2020. Hồi nãy nó nhầm là cá mập chứ nó là cá voi. Đây anh chủ quán, lá ghi hình anh chủ quán luôn. Hello anh Hạnh. Rồi, hello em. Rồi chào. Này ở ngoài. Này. Ở ngoài đẹp trai hơn à. Nay mua ban xe ở gần đây. Rồi. Rồi tâm anh. Rồi rồi. Hello em. Không ghi hình em rồi đó. Ok. Rồi, chúc mừng năm mới còn tháng giêng. Nhớ chứ. Nhớ chứ. Nhớ chứ. Rồi đẹp. Dạ rồi, tham quan tí, đi một vòng đi, đẹp. Ngồi đây, em đi một vòng. Đây là khu Ao Cá Vườn Dừa hả anh em, hả quý khách. Khu này hai ao luôn, rất là rộng. Mình từng ghé đây một lần rồi. Có ăn uống và đồ ăn ẩm thực rất là ngon. Và khu này thoáng mát hả. Ở đây mượn cần câu cá luôn. Rồi. Ăn hải sản có, hoặc là cá đồ đồng ở đây cũng có. Có khu vườn bên kia, khu vườn rau sạch luôn. Anh làm rất là bài bản.
Này cá lồng dưới đây luôn hả em? Rồi. Mấy khu luôn, khu này đại tiệc đẹp nè. Đang làm lại hả? Dạ, mình sửa tính đáng lại chút. À, bữa anh ghé là hôm dịp Tết. Bữa tất niên mấy công ty đại đông thấy đẹp. Rồi. Đây cũng view luôn, hai hồ. Cái khu vườn bên kia là khu vườn rau sạch hả? Dạ, bên đó là vườn rau sạch ra. Để phục vụ cho quán mình luôn. Dạ, rượu cũng ngâm luôn, phục vụ quán. Có ngại đưa mặt lên YouTube không? Không anh. Rồi, không có gì phải không? Rồi, rượu ngâm luôn hả? Rượu ngâm luôn. À, dạ. Rồi, khu bên kia rau sạch nè, nhớ nuôi gà bên đó luôn để phục vụ luôn không? Đi một vòng dẫn đi coi luôn. Heo luôn phải không? Heo sạch luôn phải không? Sạch luôn. Có cá, dưới đây bắt cá luôn. Bóng tượng nè, cá lau kiến nè, cá cha nè, 7-8kg. Có cá cha 7-8kg luôn hả? Có, đang ngoài hồ rồi mới câu xong dạ. Ồ, cá tự nhiên hả? Tự nhiên luôn, mình nuôi nhưng mà mình nuôi kiểu tự nhiên đó. À, dạ. Mình cũng không cho nó ăn cá mà tự ăn cá nhỏ ăn cá lớn, à. Lớn cái nhỏ ấy. Quá đã luôn. Nước lợ nó ngon lắm, nó không có bị tanh, cá nó không có bị tanh như là thuần nước ngọt. Ồ, nước này nước lợ chứ đâu phải nước ngọt phải không? Dạ, nước lợ. À, nước lợ. Nước lợ vậy có cá bóng tượng, cái gì cá gì? Bóng tượng. À, bóng tượng phải không? Trời ơi, con gần 1kg, có con hơn 1kg luôn. Cá bóng tượng bự dữ vậy? Dạ, nó lâu quá, nó trời, già. Đã luôn. Cái khu mình hai ao này bao nhiêu diện tích em? Dạ, một cái ao này là diện tích là 4.000 m², hai ao là 8.000. Còn tổng khuôn viên ở đây thì nó khoảng là hơn 2 hect. Trời, đã luôn. Dạ. Phục vụ được quá. Anh em nào đi đường xa là cứ vào đây uống nước dừa, ăn cơm. Ai nước dừa ăn cơm. Dạ. Anh này thích đồ cổ, sưu tầm cái đục bình bự quá hả? Dạ. Mà tấm phản bên kia mới bự nè. Thì đi dạ. Rồi. Ok. Rượu dâm, rượu trong mấy cái lô đó luôn hả? Dạ, ba kích, đây có em mấy loại, ba kích nè, sâm câu, rồi ngọc cẩu. Ừ. Đó. Đây là mua ngoài Tây Bắc à? À dạ. Yeah. À. À, ông muốn bà khen là thường là ông muốn bà khen mà hàng xóm mỉm cười. Có rượu nào thầy cô nội không? Rượu thầy cô nội không? Lát uống thử coi. Dưới đây là khu vực các trò, các khách hay là muốn mà không gian riêng. À. Thì sẽ xuống dưới đây. À. Em có trời cao, trời thấp. Có từng không gian riêng như thế này luôn anh em, quý khách hả? Cái những anh em trong bán kính của Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu này thì tiện thì chạy ra đây. Còn anh em thành phố Hồ Chí Minh mà đi về miền Đông mình, Bà Rịa Vũng Tàu mình đi chơi thì ghé đây không gian nè. Có trẻ con câu cá rồi chơi, người lớn cũng câu cá rồi chơi hả? Ẩm thực là quán là cái bếp là trên kia, còn này là nhịp phải không? Đây là cái trò này trò tiếp thực các em. Này ra tới Nam Định rồi đó. Ở cái trò ngoài chơi, bình thường cái tối ăn uống không gian ngoài chơi thì mình sẽ ngồi ngoài chơi. Ồ, tối nay ngồi chỗ này mà ăn uống rồi à, câu cá rồi đó sướng hả? Ngày chơi nguyên khối, lắc cho coi cái bàn gỗ nguyên khối đúng đúng dữ luôn. Phòng lão đại nữa hả? Yeah. Ăn trưa ở đây đúng mát luôn. Bữa anh lưu em cái tên gì anh quên người ta? Em Hảo. À, Hảo. Dạ. Mấy này bất động sản như này chắc cũng đứng hết hả? Tình chung anh ơi. Dạ, nhưng mà với cái mảnh đất mà vị trí mà ổn thì vẫn có nhu cầu mua bán bình thường. À dạ. Dạ, còn mảnh đất ở phía sâu thì họ. Này nước dưới này sâu không em? Dạ, nước này phía trong nó khoảng 1.5 m, còn ra ngoài bìa nó khoảng 2 m, 2 m 1 là maximum anh. Ngoài kia là 2 m 1 hả? Dạ, nó tả ly nó này ra ngoài anh. À. Cao à, làm này chứ để trẻ con nguy hiểm. Dạ, nên em đã làm hết hàng rào đầy đủ hết rồi. À. Có nhân viên rồi để quan sát đi. Có mấy cái này để cho phục vụ câu cá luôn này. Dạ, có câu cá giải trí. Lát ghi cho anh em xem có cái phản miếng gỗ nguyên khối rất là lớn.
À vậy hả? À thời điểm bán cho mình á. Cây nguyên khối. Cây nguyên khối. Đây là bề ngang 4 mét ha quý khách. Giữ luôn. Rồi dài 7 mét. Dài nhiêu ta? Dài 30 phân à. Dài 30 phân mà. Nguyên khúc gỗ nguyên khối. Lần đầu tiên thấy luôn. Nó tương đương với một cái nền nhà mà chợ. Tương đương một cái nền nhà, một cái khối gỗ này khủng khiếp luôn. Này chắc nhập từ nước ngoài về quá. Dạ, này là gốc nhập từ châu Phi. Châu Phi phải không? Dạ. Đâu, đã luôn. Không biết cây gì ha? À, cũng phục vụ. À, được rồi, tới đây đó, ăn cơm đó. Rồi, mới bắt được cặp xe này bên thành phố Bà Rịa. Về tạt qua Phú Mỹ này ăn trưa luôn hả quý khách? Rồi. Đây là chiếc BMW S1000 RR phiên bản đặc biệt nha. Này gọi là cá voi đó. Chiếc xe trang bị đồ chơi rất là nhiều, xịn sò lắm. Rồi. Rồi. Ngồi đây luôn ha. Rồi ngồi đang sửa quá. À đang ngồi đây được rồi. Ngồi chỗ đây được rồi. Wow.